Sao rồi? Chuyện gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Mau làm việc đi. Đứng như trời trồng làm cái gì? Nè Triển Vọng, đừng làm nữa, nghỉ tay chút đi. Cậu qua bên đó đi, hôm nay có buổi gặp mặt truyền thông, cậu thay mặt chúng ta đi dạo một vòng nhanh lên. Cậu không đi chứ gì? Vậy tôi đi à? Ê, coi giùm tôi coi, cài nơ ngay ngắn chưa vậy? Anh không thấy phiền hay sao vậy? Đừng có lần nào tới đây cũng mặc như đi trình diễn thời trang vậy. Bộ anh không sợ dơ hả Đại Dũng? Tay dơ thì đừng có đụng vô. Vậy tính sao? Cậu không chịu đi hả? Chúng ta cũng cần người đại diện chứ. Huống hồ gì, dù sao Cao Đại Dũng này cũng là nhà tài trợ đúng không? Ê, đi đi. Ê, nè nè, qua đây. Lại gì nữa? Lần trước kêu cậu hỏi Hiểu Ni chuyện đó, cậu hỏi chưa? Chuyện gì chứ? Thì cái anh chàng lần trước đi chung với Hiểu Ni, cái người nhìn mặt gian gian đó, cậu ta kìa. Các bạn phỏng vấn thân mến, trong giải đua xe lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu với mọi người dòng xe thể thao thương hiệu Citroen của giải đua xe WRC. Đồng thời, chúng tôi còn mời tới một nhà thiết kế thời trang cao cấp là cô Điền Hiểu Ni, đích thân thiết kế trang phục cho các tay đua của chúng tôi. Sau đây xin mời cô Điền nói đôi lời về ý tưởng của mình. Cảm ơn, xin cảm ơn. Đầu tiên tôi vô cùng vinh hạnh nhận lời mời của giám đốc Tô thiết kế trang phục cho các tay đua của chúng ta. Thật ra ý tưởng của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ là muốn phá vỡ những hình tượng truyền thống trong suy nghĩ của mọi người về tay đua. Tôi cảm thấy bây giờ xe đua là một môn thể thao quý tộc khá là mới mẻ, cho nên lần này trong thiết kế của tôi sẽ thêm nho nhã, bó sát cơ thể trong từng đường may. Tôi sẽ kết hợp yếu tố cổ điển châu Âu để họ xuất hiện trước ống kính với một diện mạo của một quý ông thật lịch lãm. Quá tuyệt vời. Tôi còn có một tin vui nữa, chính là tôi đã mời được tạp chí Baza. Tạp chí này sẽ phụ trách làm album về chuyên đề trang phục mới do tôi thiết kế cho các tay đua của chúng ta. Trong khu chụp ảnh của chúng ta là khu vực mở, nếu như các anh chị phóng viên cảm thấy có hứng thú thì mong mọi người cùng tới tham gia. Cô Điền à? Xin lỗi, tôi phải qua bên đó nói chuyện một lát. Được. Thật ngại quá. Đội xe bên đó có chút chuyện. Chúng tôi đã nói với sếp các anh rồi mà. Chúng tôi đều lên kế hoạch rồi. Anh nói vậy chúng tôi phải làm sao đây? Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Hiểu đi à, cô đặt sân kiểu gì vậy chứ? Họ không chịu cho mình vào, cô coi chúng ta phải làm sao chụp đây? Cái gì? Sao có thể? Giám đốc ở đây đã đồng ý rồi mà. Thiết bị của chúng ta đem tới đủ chưa vậy? Nè, vậy bắt đầu đặt thiết bị đi, lát nữa tiến hành chụp luôn. Mau lên. Tôi nói lại lần nữa. Giờ đi. Tất cả mọi linh kiện, máy móc đều phải đặt lại chỗ cũ hết. Người không phận sự không được vào khu vực bảo trì, đã nghe rõ hết chưa? Dạ nghe. Anh cố ý có đúng không? Anh chỉ làm đúng trách nhiệm thôi. Đây là chỗ sửa xe, khu bảo trì này có rất nhiều linh kiện quan trọng. Sao hả? Muốn chụp hình sao? Phóng viên sắp qua đây chụp hình, nhân viên phụ trách cũng đã tới đây rồi. Trang phục của em khó khăn lắm mới lên được tạp chí, anh du di một chút đi. Em có quan hệ gì với anh? Trang phục gì chứ? Hả? Các tay đua xe mặc mấy bộ đồ đó là đội xe nào vậy? Hình như là bại tướng dưới tay tụi anh thì phải. Mặc trang phục đua xe của em sẽ chạy nhanh hơn hay sao? Hình như không thể đó. Anh giỏi lắm. Triển Vọng, trả thù cá nhân hả? Triển Vọng, anh tới phụ em coi thử bánh xe đó đi. Chị Hiểu Ni, chị cũng ở đây sao? Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp cái gì? Chẳng phải mới gặp cô đó sao? Từ xa em đã nghe có người tới đây kiếm chuyện, còn tưởng ai tới phải đám nữa. Ê, sao anh lại chọc giận chị Hiểu Ni rồi? Mỗi lần gặp nhau hai người đều cãi nhau vậy sao? Cãi nhau hả? Con mắt nào của cô thấy chúng tôi cãi nhau vậy? Tôi và huấn luyện viên của cô đang trao đổi vấn đề công việc thôi mà, có đúng không? Giám đốc Tô tới kìa. Ủa anh Tô. Hiểu Ni, nghe nói khu chụp hình xảy ra một chút chuyện đúng không? Có phải chuyện lớn gì đâu, anh kêu anh ấy tới làm gì? Không có gì đâu anh Tô à. Hiểu Ni, đây là ai vậy? Sao không giới thiệu? Đây là người hợp tác với công ty chúng tôi, cũng là một trong những nhà tài trợ giải đua xe lần này, là giám đốc Tô Hàng. Chào cậu, chào cậu. Hân hạnh, tôi là Cao Đại Dũng. Anh Tô, để tôi giới thiệu với anh, người này là người phụ trách khu bảo trì của trường đua, Triển Vọng. Bạn trai hả? Cũng mới quen thôi. Hân hạnh.
À, chúng tôi đang bàn bạc. Nơi này là khu vực quan trọng của trường đua, cho nên bất cứ linh kiện nào cũng phải đặt ở vị trí ban đầu mới được. Vốn dĩ là vậy, khu bảo trì cũng cho phép người ngoài bước vào. Tất cả linh kiện ở đây đều là hàng nhập khẩu. Tùy tiện làm mất một món, cả chiếc xe đua sẽ bị hủy luôn, biết không? Nhưng mà cô à, chuyện chụp hình lần này chúng tôi đã bàn bạc từ trước rồi, đã trả tiền, cũng ký hợp đồng. Cho nên tôi hy vọng nên làm theo hợp đồng thì hơn. Có hợp đồng đúng không? Vậy thì được rồi. Vậy chúng ta cứ làm theo hợp đồng đi ha. Mọi người nói chuyện đi nha. Tôi còn có việc phải đi trước. Tạm biệt. Không sao rồi anh Tô, anh đợi một lát. Tất cả vị trí đặt linh kiện trong này tôi đã chụp vào điện thoại của tôi rồi. Nếu như lát nữa mọi người có di chuyển, sau khi chụp xong đặt lại chỗ cũ có được không? Dạ được rồi. Đi thôi. Còn chuyện gì không? Hay là em cũng gửi anh một bản, lát nữa chụp hình xong rồi anh kiểm tra lại ha? Không cần. Làm gì? Làm gì? Mọi người cẩn thận chút nha. Được rồi. Dẻo đi, thì coi vậy được chưa? Trời mưa rồi. Được, chắc giả rồi, tạm biệt. Quản lý Triển, anh đi kiểm tra đi, coi đồ đạc có đúng chỗ hay chưa. Đây mới là 100% như cũ. Hôm nay cảm ơn anh ha. Em đã ở trước mặt giám đốc Tô nói anh là bạn trai của em. Anh đừng để bụng nha. Em chỉ là sợ xảy ra chuyện giống như là chuyện với Hà Đào hồi trước mà thôi. Anh đừng để bụng nha. Không để bụng. Nghe đi. Alo, anh Tô hả? Tôi đã rời khỏi trường đua xe rồi. Đúng vậy. Ăn tối thì không cần đâu mà, tôi còn có chút chuyện phải làm. Được, gặp sau. Anh còn việc gì muốn hỏi nữa không? Không có, đi làm đi. Tại sao mỗi lần đều là em chủ động? Anh đều không chủ động. Chuyện gì cũng giữ kín trong lòng. Em không đẩy anh thì anh không hề biết bước đi, có đúng không? Được, em đẩy anh rồi, nên đi thế nào anh tự chọn đi. Cuối tuần Cố Giai hẹn chúng ta đi chơi. Nếu anh muốn đi thì gọi điện cho em biết.